giới máy chủ xin được giới thiệu đến sản phẩm: một máy chủ về ảo hóa khoa học, VDA, một máy tính hiệu năng cao, đào tạo AI và học sâu. Tripu Super Server S YS22OGPTNR. Với thiết kế hai U rất màu, mặt trước máy là 10 khoang ổ đĩa cho đồi nóng 2.5 inch với các chuẩn sắc SATA và NVMe. Hỗ trợ hai bộ xử lý Intel Scarlett thế hệ thứ 3, lên đến 16 khe cắm RAM, 5 quạt làm quát nằm xung quanh máy giúp kiểm soát nhiệt tối ưu. Phía sau máy là các cổng kết nối, hỗ trợ hai bộ nguồn cấp Titan 2600 W. Siêu máy chủ được hỗ trợ 6 khe cắm PCIe, có thể gắn được tối đa 4 GPUA16, GTX A4000, GTX A4500, GTX A5000, GTX A6000, hoặc 6 GPUA10, A30, A40, A100 và L4. 3 chi nhánh tư vấn và mua hàng toàn quốc: thủ đô Hà Nội, thành phố Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh.